Vâng, Dũng Cá xin kính chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với các anh chị các bạn đó là cái chủ đề đó nói về cái Kobe Block trong nuôi tôm. Thì đây là cái quy trình Kobe Block trong nuôi tôm. Thì cái Kobe Block là một cái công nghệ nuôi tôm mà sử dụng hoàn toàn là thức ăn tự nhiên, kết hợp giữa các nguồn thức ăn tự nhiên trong ao như là con dung nhiều tơ, giáp xác chân chèo tức là cái Kobe Botta nè, và các cái hạt bioblock vi khuẩn. Thì chính cái từ kết hợp của bioblock và Kobe Botta thì nó sẽ tạo ra cái chữ là cái Kobe Block, tức là Kobe Block là gồm cái giáp xác chân chèo là Kobe Botta và cái bioblock. Và chính cái Kobe Botta này là cái nguồn thức ăn rất là tốt cho tôm. Thì cái công nghệ Kobe Block này hoàn toàn không sử dụng thức ăn chế biến. Bioblock là một cái phức hợp, tức là ở đây là các bạn thấy cái dạng cái hạt, người ta kêu là cái hạt lock. Thì đây là một cái phức hợp của tảo, rồi vi khuẩn, rồi các cái nguyên sinh động vật, các cái hạt vật chất hữu cơ hay là xác của các sinh vật. Thì mỗi cái hạt Bioblock này có kết cấu lỏng lẻo và nó được gắn kết lại với nhau bởi các cái chất nhờn được tiết ra từ những cái con vi khuẩn này, và hoặc là bởi các cái vi sinh vật dạng sợi, hoặc là do cái lực hút tĩnh điện thì nó sẽ kết hợp với nhau, thì nó sẽ tạo thành những cái hạt block, người ta gọi là hạt block lơ lửng ở trong môi trường nước. Và chính những cái hạt này là cái thức ăn rất tốt cho tôm. Thì các bạn thấy ở trên đây là có cái phễu để đo các cái hạt block. Thì khi mà bỏ nước vào trong cái phễu này thì để một thời gian nó lắng xuống thì nó sẽ tạo thành một cái lớp dưới đây, thì đó chính là những cái hạt lóc. Và những cái hạt này có cái nguồn dinh dưỡng, cái nguồn đạm rất cao để tạo thành cái thức ăn nuôi tôm rất là tốt đó. Còn cái Kobe Botta tức là cái giáp xác chân chèo đó, đây là cái hình ảnh của chúng. Và đây chính là cái kích thước của các cái con giáp xác chân chèo qua từng cái giai đoạn, từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn mà ôm trứng. Thì cái công nghệ Kobe Block này được phát triển đầu tiên tại Thái Lan, và nó có cái đặc điểm của mô hình này là ao không cần phải lót bạt, ao nuôi không có hố si phong và nuôi tôm không thay nước, tuần hoàn nước khép kín và không sử dụng cái hóa chất kháng sinh và không bươn tôm trước khi thả. Thì có thể nói là cái Kobe Block là một cái mô hình công nghệ mà nó quay về theo cái hướng tự nhiên. Đây là tôm nuôi trong cái hệ thống Kobe Block. Về cái sinh thái trong cái ao nuôi theo cái mô hình Kobe Block thì về cái có sự khác nhau giữa cái hệ thống nuôi tôm sử dụng thức ăn tự nhiên, tức là Kobe Block này, và cái sử dụng cái thức ăn công nghiệp, tức là nuôi tôm bình thường. Thì các bạn thấy là cái hàm lượng COD và BOD của cái mô hình nuôi tôm bình thường thì nó rất là cao, và so với cái mô hình nuôi tôm theo cái Kobe Block á, thì nó thấp hơn. Thì khi cái COD, tức là cái nhu cầu dinh dưỡng, cái nhu cầu oxy hóa học và nhu cầu oxy sinh học ở trong nước mà cái chỉ số này cao, điều đó có nghĩa là cái mức độ ô nhiễm của ao càng cao đó. Như vậy thì đối với những cái ao nuôi mà có cái chỉ số này thấp thì đó là những cái ao nuôi tốt. Và nước của cái ao nuôi bình thường thì nó có màu xanh lá, trong khi đối với nuôi theo cái Kobe Block hay cái Bioblock thì cái nước có màu nâu. Rồi tôm duy trì sức khỏe tốt, trong khi đối với trường hợp kia thì tôm thường stress và dễ bệnh. Cái hàm lượng khí độc ở cái hệ thống nuôi này nó sẽ cao, nhưng mà đối với cái hệ thống Kobe Block thì nó rất là thấp, do nó sử dụng cái nguồn nitơ là từ các cái khí độc này, H2S, NH3, NO2 đó, nó sẽ lấy cái nitơ này thì nó để tạo thành những cái block, bio block và những cái thức ăn cho cái Kobe Botta. Rồi cái oxy hòa tan thì ở đây thì thấp, nhưng mà trên đây thì nó cao, và pH ở trên đây nó ổn định. Các cái phiêu sinh vật, phiêu sinh đặc biệt là cái phiêu sinh động vật nó phát triển, trong khi là ở đây thì cái
tăng cái hiện tượng tảo nở hoa, tức là không có cái phiêu sinh động vật nhiều, tức là không có cái đối tượng để sử dụng cái tảo, chính vì vậy mà nó tảo nở hoa. Nước ao ở trên cái nuôi tôm theo cái dạng Kobe Block thì nó sẽ đục hơn, trong khi ở dưới thì nước nó sẽ trong hơn, vi khuẩn gây hại nhiều hơn, còn đây vi khuẩn gây hại ít hơn, và cái chất rắn lơ lửng cao hơn, thì ở đây thì cái chất rắn lơ lửng thấp. Thì đây là cái sơ đồ chuỗi thức ăn trong cái quy trình nuôi tôm theo cái công nghệ là Kobe Block. Thì cái thứ nhất đó là cái phân thải ra của tôm và hay là cá nuôi á, thì cung cấp một cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cái tảo và cái nhóm vi khuẩn nó phát triển, và hai cái này lại là thức ăn của cái nhóm phiêu sinh động vật hoặc là các cái động vật thân mềm sống đáy như là giun nhiều tơ. Rồi phiêu sinh động vật thì lại là trở thành cái thức ăn tự nhiên tươi sống cho động vật phù du khác và các cái giáp xác nhỏ, ví dụ như rêu. Và phiêu sinh động vật thân mềm và cái giáp xác nhỏ này, chính là hai nhóm này nó trở thành cái thức ăn cho tôm cá. Về một số cái đặc điểm kỹ thuật cơ bản của cái quy trình nuôi tôm theo cái công nghệ Kobe Block, thì ở cái khâu chuẩn bị ao nuôi á, thì thực hiện các cái bước cải tạo giống như là các cái mô hình nuôi tôm khác như là gia cố bờ ao, sơn vét bùn, bóng vôi. Tuy nhiên thì ao nuôi theo cái dạng này thì không cần phải lót bạc đáy, vì đáy ao chính là cái nơi mà các cái loại động vật thân mềm như là giun nhiều tơ nè làm thức ăn tự nhiên cho tôm. Có thể lót bạc bờ ao để tránh sạt lở và hạn chế nước đục trong mùa mưa, và nếu có điều kiện thì nên rào lưới xung quanh để ao hạn chế các cái sinh vật mang mầm bệnh xâm nhập vào ao nuôi như là cua hay là bạc khía. Và tùy theo cái điều kiện sẵn có, tuy nhiên thì khuyến cáo ao nuôi là từ nên 3.000 cho tới 6.000 mét vuông để dễ chăm sóc quản lý. Về cái hệ thống sụp khí thì do cái ao này là không lót bạc nên chúng ta không cần bố trí nhiều cái hệ thống quạt. Ao nuôi có diện tích khoảng 5-6.000 thì có thể là lắp 4 dàn quạt, và ao nuôi có diện tích nhỏ hơn thì có thể là lắp 2 dàn quạt hoặc là nhiều hơn. Ngoài ra thì ao nuôi theo cái công nghệ này thì thường sử dụng cái hệ thống sụp khí đáy làm bằng ống nhựa PVC có khoang lỗ nhỏ khoảng 1 mm. Thì các ống này đặt cách nhau, tức là ống hai cái ống này cách nhau là từ 25 cho tới 30 cm, tạo thành một cái mạng lưới ở giữa ao bao phủ khoảng 40% tổng diện tích ao. Và cái mô hình Kobe Block này không sản xuất chất thải và không cần xi phong, nên chúng ta không cần cái hệ thống sụp khí tạo dòng chảy để gom chất thải. Thay vào đó là chỉ cần cung cấp đủ cái oxy cho tôm nuôi và các cái vi sinh vật là thức ăn tự nhiên có trong ao. Về gây nuôi thức ăn tự nhiên thì có thể là sử dụng bằng cái cám gạo. Thì ở trong hình các bạn thấy là sau khi mà lấy nước vào ao thì bắt đầu là xử lý lắng lọc ở cái ao lắng một thời gian dài, và đến khi đạt cái độ từ 1,5 cho tới 1,2 đến 1,5 mét thì tiến hành gây nuôi cái Kobe Bot giáp xác nhỏ như là tép rêu và cái động vật thân mềm đáy như là hà, giun hay là hến, bằng cách là dùng cám gạo lên men với chế phẩm sinh học. Điều đó là không sử dụng cái nguồn Kobe Bot hay là các cái sinh vật khác từ bên ngoài để tránh lây nhiễm mầm bệnh. Và cám gạo thì được cho vào trong cái thùng lớn này, cho nước ao vào và cái chế phẩm sinh học vào và cái sụp khí mạnh trong 24 đến 48 giờ, sau đó là cho hỗn hợp cám gạo lên men vào trong cái túi vỏ vải dài và chuyển xuống ao nuôi, và thường xuyên là đảo cái túi vải để cái dịch cám gạo lên men tỏa ra khắp ao nuôi, và liên tục sụp khí và cái quạt nước từ 7 tới 10 ngày hỗ trợ để gây nuôi thức ăn tự nhiên. Đó, ở đây cái hình này là người ta đưa cám gạo xuống trong cái túi nè, rồi bình kỳ người ta sẽ nhấc những cái túi này lên để làm cho cái cám gạo ở bên trong nó sẽ ra bên ngoài để gây nuôi thức ăn tự nhiên. Lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng cám gạo gây nuôi thức ăn thì không nên là dùng cám gạo trực tiếp khi chưa qua quá trình lên men, và pH phải là lớn hơn 6,5, và nếu mà pH dưới thì chúng ta có thể nâng bằng vôi cao
để nâng pH lên. Và hỗn hợp cám gạo lên men phải được lọc qua cái túi vải nè, đây là cái túi vải có kích thước khoảng 50 micron, thì để loại bỏ các cái hạt hay là hạt gạo hay là trấu khi đưa vào ao nuôi, và thường xuyên đảo túi vải để dịch cám gạo lên men tỏa ra khắp ao nuôi. Và nên treo cái túi vải gần hệ thống sục khí để dịch chuyển, mà để dịch men tỏa khắp ao nuôi, và không nên sử dụng dịch cám gạo lên men quá 100 kg trên 1 hecta mỗi ngày đối với ao nuôi thả tôm với mật độ là tối đa là 100 con mét vuông. Đối với cám gạo mà có nhiều cái hạt gạo trấu mà to thì cần phải sàng qua cái lưới trước khi tiến hành lên men. Về cái tạo hạt lóc thì cái hạt lóc này nó cần cái hàm lượng carbohydrate, thì cái cung cấp thêm cái nguồn carbohydrate carbon cho cái hệ thống tạo bioclock. Thì carbohydrate là cái nguồn cung cấp carbon nhanh, rẻ và dễ sử dụng, nhất là cái đường hay là tinh bột, thì cái rỉ mặt đường là người ta thường dùng để tạo cái carbohydrate, cung cấp cái lượng carbon đủ để tạo ra cái tỷ lệ thích hợp và nó sẽ phát triển cái block. Về cái mật độ thả nuôi đối với cái mô hình này thì nên thả ở mức là 50 con mét vuông. Ở mật độ này thì tôm có thể phát triển tốt, hạn chế cạnh tranh về thức ăn tự nhiên. Và nguồn tôm giống thả theo quy trình này tại Thái Lan cũng được sản xuất theo cái quy trình công nghệ bioblock. Thì khi mà tổ chức nuôi theo cái quy trình cái công nghệ CobeBot thì CobeBlock này thì chúng ta thấy là ở dưới cái nền đáy ao thì nó sẽ sinh ra rất nhiều cái động vật như cái dùng nhiều tơ đó để làm thức ăn tự nhiên rất tốt cho tôm. Rồi ở đây là các cái con tôm, con gọi là cái con riêu, thì những cái con này á nó sử dụng các cái con CobeBot này làm thức ăn, và những cái con này trở lại là cái thức ăn tự nhiên cho tôm rất là tốt. Thì duy trì cái thể tích của bioblock trong ao nuôi, luôn luôn duy trì cái hàm lượng bioblock ở dưới 1 ml trên 1 lít trong suốt chu kỳ nuôi. Và cách đo hàm lượng bioblock thì chúng ta lấy cái phễu giống nãy đó, thì chúng ta đưa nước vào rồi chúng ta sẽ để lắng, rồi chúng ta sẽ đo và kiểm tra sức khỏe tôm nuôi, đặc biệt là không sử dụng các cái hóa chất diệt khuẩn xử lý nước trước khi và kháng sinh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh vật và là cái nguồn thức ăn tự nhiên trong cái hệ thống nuôi. Và trong quá trình nuôi thì phải kiểm soát các cái chi tiêu môi trường như là pH, oxy hòa tan, độ đục. Nếu như là pH và oxy hòa tan giảm thấp thì cần tạm ngưng sử dụng cám gạo lên men và kiểm tra nền đáy ao nuôi. Thì đây là cái hình mà tôm nuôi bằng cái công nghệ CobeBlock được kiểm tra bằng cách là sốc độ mặn. Tôm chuyển hoàn toàn sang nước ngọt trong 10 phút. Là đây là hình bên dưới hình này nè. Kết quả cho thấy là tôm rất là khỏe mạnh, hoạt động mạnh, không có dấu hiệu yếu đi hoặc là chết khi sốc, ruột đầy thức ăn, và tôm không bị đục cơ, không gãy râu và không có cái dấu hiệu ảnh hưởng của sốc độ mặn. Trên đây Dũng vừa chia sẻ với các bạn cái quy trình nuôi tôm theo công nghệ CobeBlock. Thì hy vọng cái video hữu ích đối với các bạn, và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tạm biệt các bạn.